Công chúa Alexandra của xứ Hanover, học vấn đỉnh và là nàng thơ mới của làng thời trang. Công chúa Alexandra của xứ Hanover sinh năm 1999 lớn lên ở Áo, đứng thứ 12 trong danh sách kế vị ngai vàng Monaco. Nàng là con gái duy nhất của vương phi Caroline và hoàng thân Earl August. Ngoài ra, cô có ba anh chị cùng mẹ khác cha và hai người anh cùng cha khác mẹ. Bà ngoại của nàng công chúa 21 tuổi cũng chính là tượng đài nhan sắc lừng lẫy của Hollywood, công nữ Grace Kelly. Nàng công chúa 21 tuổi của nước Áo là vận động viên trượt băng nghệ thuật, từng đại diện cho Monaco tham dự Festival Olympic Thanh niên châu Âu năm 2015. Cô bắt đầu theo đuổi bộ môn này từ lúc 10 tuổi. Một điều đáng nể khác của Alexandra là học vấn siêu đỉnh. Cô đang là sinh viên ngành triết học và khoa học chính trị tại ngôi trường danh giá Đại học New York. Tuy nhiên, Alexandra cho biết mục tiêu trong tương lai là sẽ theo đuổi sự nghiệp liên quan đến nghệ thuật và thời trang. Xuất thân trong Anh Thế Việt lại còn xinh đẹp và tài năng, nhưng công chúa Alexandra vẫn có thái độ khá rụt rè, khiêm tốn. Trong một lần được phóng viên hỏi tên xưng hô thế nào, công chúa ngại ngần trả lời, xin cứ gọi tôi là Alex thôi, tên ngắn gọn của Alexandra. Gia đình có gu ăn mặc sành điệu. Từ lâu, gia đình của công chúa Alexandra đã có sức ảnh hưởng trong giới thời trang, có mối quan hệ thân thiết với các nhà mốt thế giới, đặc biệt là thương hiệu Chanel. Mẹ của công chúa từng là gương mặt đại diện cho thương hiệu Pháp những năm 1980, còn chị gái Charlotte Cassirogi của cô cũng tìm đến nhà mốt này để thiết kế riêng chiếc váy cho lần đám cưới thứ hai. Vì vậy, mọi người không có gì ngạc nhiên khi cháu gái của Grace Kelly thường xuyên góp mặt trên ghế hàng đầu của show Chanel. Người bà Grace Kelly được xem như biểu tượng thế giới, phong cách bà phản phất nét đặc trưng của nước Mỹ. Bên cạnh kiểu dáng trang phục thanh lịch phù hợp với hình ảnh hoàng gia, bà vẫn thể hiện cá tính riêng bằng cách diện thiết kế có phần phóng khoáng, quyến rũ. Thậm chí, công nữ Grace Kelly còn là một trong những nhân vật đầu tiên trên thế giới có mẫu thiết kế túi Hermes được đặt theo tên mình. Nhờ điều này, các cô công chúa của xứ Hanover đều được thừa hưởng tư duy thời trang từ bà mình, với sự đề cao tinh thần thanh lịch trên mỗi bộ trang phục và nhạy bén về xu hướng hiện đại. Tuy nhiên, chỉ đến những show diễn thời trang cao cấp năm 2020 thì công chúa Alexandra mới tỏa sáng rực rỡ và được giới truyền thông chú ý hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, tuần lễ thời trang House Cultures mùa xuân hè 2020 còn khẳng định vị trí It Girl của Alexandra khi xuất hiện với tư cách khách mời danh dự của thương hiệu Dior, Stefan Trollen và nhà thiết kế trang sức Saba Getty, cùng với những gương mặt đình đám khác trong làng thời trang. Công chúa Alexandra được đánh giá là có khuôn mặt khả ái và gu thời trang thanh lịch, thói quen mượn trang phục của mẹ. Công chúa Alexandra từng chia sẻ trên tờ báo Telva Tây Ban Nha về thói quen mượn quần áo trong tủ đồ của mẹ và không phải lúc nào cũng xin phép. Tôi cho rằng việc mặc đồ của mẹ chính là cách để truyền tải đến mọi người tư duy sử dụng thời trang bền vững trong cuộc sống hiện đại, cô nhấn mạnh. Với gương mặt mang đậm vẻ quý tộc của hoàng gia, Alexandra thường nhận được lời mời trở thành nhân vật trong các bộ ảnh thời trang trên tạp chí quốc tế. Cô cũng cho biết, mục tiêu của mình chính là theo đuổi sự nghiệp liên quan đến thời trang và nghệ thuật. Bệ đỡ từ người bà Grace Kelly trở thành yếu tố quan trọng giúp công chúa Alexandra khẳng định tên tuổi, tầm ảnh hưởng cũng như trở thành nàng thơ mới của làng thời trang cao cấp trong tương lai.